Mấy năm trở lại đây, tình hình sạt lở hai bên sông tại cầu Yên Xuân, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An diễn ra nghiêm trọng. Không chỉ mất hàng trăm hecta đất canh tác, mà 700 mét tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua đây đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Sinh sống gần tuyến đường này đã gần 20 năm, bà Lưu Thị Thương luôn sống trong tình cảnh hoang mang lo lắng. Khi mà mỗi năm qua đi, hai bên bờ sông lại sạt lở nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, nó chỉ cách tuyến đường sắt Bắc Nam chỉ từ 5 đến 10 mét. Tính mạng và sự an nguy của người dân cùng những chuyến tàu đi qua đây đang bị đe dọa từng ngày. Khi chuyện bị mưa gió đến nơi đây là lụt lội đến nơi đây là hận lỡ từng mô là bà tôi rất nóng rột, rất là lo lắng. Nhưng mà đồn dung là mà cũng không chỗ về làm mà bà tôi lo một chứ mà bề tên phải lo 10. Trước khi trước đây cách đây 2-3 năm thì này có dây cáp con thứng ngoài thì này đứng nước thì trong mới an toàn, trong bờ này an toàn. Chứ dây cáp ngoài bổ hết rồi là trong bờ lở hết, không có cái ngoài là không có cái bám trụ nữa, trong đấy là chảy lên lở hết. Những chiếc cọc đóng đã bị siêu vẹo, hư hỏng. Bờ sông sạt lở nham nhở thành những hàm ếch to tướng, ngày càng lấn sâu vào tuyến đường, thậm chí đe dọa nhà cửa hàng trăm hộ dân của 4 xóm thuộc xã Nam Cường đang sinh sống hai bên bờ sông. Họp hành tiếp xúc cử tri của hội đồng huyện, hội đồng tỉnh, kể cả quốc hội chúng tôi đều được phản ánh. Nhưng mà với khả năng của địa phương thì chúng tôi cũng làm được một việc xấu rất nhỏ, chẳng hạn là lập xây để chặn dàn thực vật để chống sói lở thôi. Chứ còn cái khả năng để đầu tư ra hàng trăm triệu, hàng tỷ thì chúng tôi khả năng lưu trung tâm có khả năng. Quan điểm là bây giờ phải xây dựng cái kè ngay khẩn cấp rất nghiêm trọng để mà đảm bảo cái sạt lở này. Nếu như không có nguồn kinh phí thì rất khó khăn trong vấn đề nguồn mưa bão này. Chúng tôi rất tha thiết đề nghị chính phủ sớm có cái nguồn kinh phí hỗ trợ. Để đầu tư xây dựng bờ kè cho 700 mét tuyến đường sắt Bắc Nam này, cần hàng chục tỷ đồng. Và trước mùa lũ đang cận kề, thì vấn đề này lại càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.